khi tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất không có biển hiệu thuộc khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Lực lượng công an đã thu giữ hơn 4.000 viên sạc, 250 loa Bluetooth, hơn 1.000 vỏ nắp pin sạc và khoảng 500 kg linh kiện khác không có nguồn gốc xuất xứ để tiến hành điều tra làm rõ về hành vi làm hàng giả. Được biết, cơ sở này thu mua các loại pin cũ rồi chế lại, sau đó lắp ráp vào các vỏ cục sạc dự phòng mới, giải các nhãn hiệu nổi tiếng sau đó đem bán ra thị trường. Mỗi ngày cơ sở này gia công được khoảng 200 cục sạc dự phòng hoàn chỉnh.